tiêu chết trắng, người chồng bỏ nhà trốn nợ. Hai huyện Chư Sê và Chư Pư, tỉnh Gia Lai được mệnh danh là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên, nơi có nhiều tỷ phú nông dân nhất cả nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu đổi khác khi thời gian gần đây, nhiều diện tích tiêu bị chết trắng khiến nhiều người lâm nợ nần, phải bỏ nhà tha hương làm ăn. Tin nhiều người trồng tiêu ở Chư Sê và Chư Pư lâm nguy, nợ nần chồng chất khiến cho phóng viên giật mình. Còn nhớ cuối niên vụ 2015-2016, giá tiêu vẫn ở mức cao chót vót, hơn 200.000 đồng 1 kg. Chưa kể bà con đã có nhiều năm tích lũy từ cây tiêu, vậy sao lại có chuyện khó tin như thế này? Để tìm hiểu được thực hư, phóng viên đã đến các xã La Phang, La Le, La Plứ của huyện Chư Pư và những gì tận mắt thấy khiến cho phóng viên bàng hoàng. Sau những ngôi biệt thự đủ màu sắc là những vườn hồ tiêu đã héo khô, trơ trọc dưới cái nắng như quạt lửa mùa khô. Ông Lưu Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pư cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã làm việc với các ngân hàng để đề xuất cho người dân trồng tiêu được giãn nợ, vay mới để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, việc khoanh nợ thuộc thẩm quyền cấp bộ, chính phủ chứ ngân hàng không quyết được. Hiện tổng dư nợ trong dân trên địa bàn huyện đã lên tới 1.200 tỷ đồng. Ngồi trong nhà nhìn ra vườn tiêu chỉ còn lác đác vài trụ, bà Nguyễn Thị Vân, thôn Thiên An, xã La Plứ, nghẹn lời kể. Nhà tôi ở Nghệ An, vì làm ăn khó quá nên mới dắt nhau vào đây lập nghiệp. Hồi đầu thấy đất đai màu mỡ, làm cái chi cũng có tiền nên ham lắm. Đặc biệt là từ khi trồng được cây hồ tiêu thì kinh tế gia đình thay đổi hẳn, có của ăn của để. Nhà tôi có 4.000 trụ tiêu, mỗi năm thu hoạch 4-5 tấn, hàng năm có vài trăm triệu bỏ túi nhẹ nhàng. Năm vừa rồi tôi vay ngân hàng 300 triệu đồng, rồi vay thêm bên ngoài 200 triệu nữa để xây căn nhà gần 2 tỷ đồng. Cứ tưởng mọi chuyện xuôi trèo mát mái. Nào ngờ nhà vừa xây xong thì hồ tiêu đồng loạt rụng khớp, trụi lá, cả vườn chỉ còn vài cây. Nhìn cảnh tiêu chết mình cũng muốn bệnh theo. Bây giờ để có tiền trả lãi ngân hàng và trang trải chi phí cho gia đình hàng ngày, bà Vân đành phải nhổ trụ tiêu đã trồng lâu nay mang đi bán. Bà Vân than thở. Mình mua vào giá trên 200.000 đồng một trụ, nay nhổ đi bán chừng 100.000 đồng một trụ thôi. Thế mà tìm người mua cũng khó. Giờ dân ở đây có tiền thì lo cho nồi cơm trước đã, ai còn sức đâu mà mua trồng mới. Theo ông Nguyễn Duy Trung, trưởng thôn Thủy Phú, xã La Plứ, chuyện tiêu chết hàng loạt là tình trạng chung của nhiều vườn tiêu trong khu vực. Theo thống kê sơ bộ, đã có đến 80% vườn hồ tiêu bị chết. Còn theo ông Nguyễn Long Khánh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chư Pư, qua thống kê, toàn huyện Chư Pư có 2.800 hectare hồ tiêu thì đã có 300 hectare tiêu chết. Tương tự, huyện Chư Sê có khoảng 3.750 hectare hồ tiêu thì năm 2016 đã có 350 hectare bị chết, giảm 25% sản lượng. Theo ngành nông nghiệp các địa phương, tiêu chết do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do hạn hán, nấm bệnh và một phần là do bà con dùng phải thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, khiến cho không ít vườn tiêu đang tươi tốt, bón phân xong thì dần rụng đốt rồi chết. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Vang, Phó Chủ tịch UBND xã La Plứ cho biết, cách đây 3-4 năm, xã La Plứ là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất huyện, tỉnh. Này tiêu chết hàng loạt, kéo từ năm trước sang năm sau, nên gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhiều hộ dựa vào hồ tiêu vay vốn để xây nhà, giờ vỡ nợ, thậm chí có người phải bán nhà, bán đất, bỏ đi làm ăn xa. Trước đây chính quyền đã có khuyến cáo người dân tính toán kỹ khi trồng tiêu ồ ạt, nhưng người dân vẫn cố trồng bằng mọi giá. Ông Khương Văn Tị, trưởng thôn Thiên An thở dài ngao ngán. Nếu năm 2010-2013 người dân xây nhà ào ào thì nay có đến 2/3 số hộ có hồ tiêu lâm vào cảnh điêu đứng. Tiêu chết khiến nhiều hộ không có thu nhập, lâm vào cảnh túng quẫn, treo bảng bán đất cũng không ai mua, dù so với trước đây giá đất đã hạ xuống gần một nửa. Một số hộ nợ nần nhiều, không có khả năng trả nợ ngân hàng thì bỏ nhà trốn. Vào mùa này, thanh niên ở đây đa phần vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, chứ ở nhà không có việc gì làm. Ngay cả hai đứa con tôi cũng phải đi làm ăn xa, bởi nhà tôi có 1.000 trụ tiêu, song nay chỉ còn đất trắng vì tiêu đã chết cả. Ông Tị còn cho biết, những hộ không có khả năng trả nợ, bỏ đi khỏi địa phương đều cắt đứt liên lạc. Như tại xã La Plứ, hộ anh NNK, thôn Thiên An, bỏ đi từ nhiều tháng nay. Hộ anh MTS, thôn Thủy Phú vay 350 triệu đồng để xây nhà. Xong xuôi thì 2.000 trụ tiêu chết, khiến vợ chồng phải kéo vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. Ông Tị nói thêm, nếu tình trạng này kéo dài thì nhiều hộ dân là chủ nhà nhưng không phải người giữ chìa khóa nữa mà là ngân hàng. Riêng thôn tôi đã có trên 80% số hộ vay vốn ngân hàng. Một khi ngân hàng làm căng, bắt trả đúng kỳ hạn cả gốc lẫn lãi vào tháng 3 này thì nhiều người sẽ mất nhà. Mong nhất của bà con bây giờ là đứng ngân hàng cho giãn hoặc là khoanh nợ.